切，原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念，瞬间的特别世界，抵过任何的语言，在人山人海，我为你撑伞，做你特别的存在，别怕你的未来有我在，是你中担当，余生之quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tập 17. Anh có một câu hỏi. Nói đi. Anh đã đi hẹn hò với em rồi, thì cũng được coi là bạn trai tương lai của em rồi nhỉ. Đi cho đủ quân số thôi. Vậy thì anh không đi nữa. Vậy để tôi đi hỏi Eric. Anh đi mà. Tốc độ tìm người dự bị của em cũng nhanh quá rồi đấy. Em chẳng hề do dự chút nào. Cố Tiêu, anh quay lại đây cho tôi. Đây là các khoản thu chi trong tháng khai trương này, anh xem qua đi. Không cần đưa cho anh xem, anh không quan tâm. Anh là ông chủ, ít nhất anh cũng phải nghe qua một chút đi. Lợi nhuận tháng này của quán chúng ta rơi vào khoảng 20.000 tệ, tuy không được nhiều, nhưng với một quán cà phê vừa mới khai trương bà nói thì cũng có thể chấp nhận được. Tháng sau tôi quyết định điều chỉnh một chút về kênh nhập hàng quá, bởi vì có một loại bia có giá nhập vào quá đắt. Hôm nay tôi đã đi bàn bạc với nhà cung cấp mới rồi. Còn nữa, trong tháng sau phải bỏ ra một khoản tiền lớn cho một quảng bá để chúng ta tuyên truyền trên một số kênh bán hàng online và một số kênh truyền thông mới. Tôi còn thuê được một chiếc ảnh gia cực kỳ đỉnh để chụp cho quán chúng ta những tấm hình thật đẹp. Chờ một chút. Em nói đã có lãi rồi ư? Chứ còn sao nữa? Nếu không thì anh mở quán đi làm gì? Anh gì? Nếu như lỗ thì coi như anh đã sai lầm khi thuê tôi làm quản lý rồi. Anh có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Tam Tam, anh nói với em này, chỉ cần em vui, lãi hay lỗ đều chẳng quan trọng. Quán cà phê này anh mở là vì em, sao lại có thể sa thải em được? Tôi nói cho anh biết, tôi tới quán này là để làm việc nghiêm túc, nếu anh nói như vậy thì tôi sẽ thôi việc. Không thôi việc, không thôi việc, anh không nói nữa là được chứ gì. Làm gì thế? Sao để không được hôn tôi? Còn nữa, nếu anh còn dám dẫn mấy người bạn không ra gì của anh tới đây uống rượu mà còn không chịu ghi sổ nữa thì tôi vẫn sẽ thôi việc, không dẫn tới nữa, không uống nữa. Nhưng chuyện hôn em thì anh không đảm bảo được đâu. Cũng chẳng biết lần trước là ai ôm rồi hôn anh. Anh...
Cố Ngụy. Cố Ngụy. Không sao không sao, em tự đi được. Hôm nay em rất đặc biệt. Cảm ơn anh. Tôi nói này làm chị hiểu. Cô uống nhầm thuốc à? Mà lại ăn mặc thế này. Anh nói cái gì thế hả? Vì thế này trông hoàn hảo hơn. Đi thôi. Đường tình duyên rất suôn sẻ, phải không? Em xem có rất nhiều đường, chứng tỏ có rất nhiều nhân duyên, sẽ được nhiều cô gái yêu thích. Nhưng mà nói cho cẩn thận, anh chỉ yêu một người thôi, đúng không nào? Đúng. Như vậy không an toàn đâu nhé. Sến sủa. Nơi này đẹp quá. Sao anh lại nghĩ tới việc đưa em tới cổ trấn chơi thế? Anh thấy trang cá nhân của em từng đăng bài giới thiệu về cổ trấn này. Em thích không? Chụp ảnh đi, chụp ảnh đi. Thích. Tam Tam, Tam Tam, chúng ta đi qua chỗ khác ngắm đi. Đi thôi Hiệu Hiệu. Đi thôi nào, đi thôi, đi thôi. Đi nào, đi nào. Đi thôi. Hiệu Hiệu, em qua bên đây đi. Sao thế anh? Em ngồi ở đây chờ anh một lát. Anh đi mua một ít đồ. Hiệu Hiệu, chân cậu sao rồi? Cậu thật là... Lâm Chi Hiệu à, hôm nay trông cô vừa cao vừa gầy. Đẹp lắm, rất đẹp. Cố Tiêu, tôi muốn uống nước. Anh đang khen người ta mà. Tôi muốn uống coca, mau đi mua đi. Hôm nay thực sự rất xinh. Cảm ơn, em cũng muốn uống. Anh đi mua chung đi, đi chung đi, mau lên. Được, tôi đi cùng với anh. Chân cậu thế nào rồi? Mình nói cậu nghe, mệt chết đi được. Chỉ có một quãng đường ngắn thôi mà trẹo chân 4 lần.
Khổ quá, mình khổ quá mà. Mình thấy rồi, nhưng cậu chưa ngã lần nào. Khả năng thăng bằng của cậu cũng ổn đấy. Được ổn đúng không? Có năng khiếu đấy. Mình nói chứ, bình thường cậu không đi giày cao gót. Hôm nay cậu lên cơn hay sao mà lại đi giày cao gót? Bởi vì cố ngụy, anh ấy nói mình gì bà. Bình thường mình rất đáng yêu, cứ như trẻ con vậy. Mình muốn chứng minh cho anh ấy xem mình cũng có lúc sang trọng khí chất, có đẳng cấp. Con người mình cũng rất tao nhã nhé. Ai mà ngờ được anh ấy lại dẫn mình tới chỗ này. Mình sắp trẹo hết cả chân rồi. Cậu nhìn đôi giày của mình đi, nó có hợp lý không? Anh ấy đến rồi kìa. Em thay đôi này đi. Đây là cái gì? Hiểu hiểu, bộ đồ này của cậu kết hợp với đôi giày này chắc chắn sẽ rất đẹp. Để mình chụp cho cậu một kiểu. Không cần đâu. Bác sĩ Cố, gu thẩm mỹ của anh cũng mang phong cách dân tộc quá rồi đấy. Chẳng hợp với phong cách của Hiệu Hiệu một chút nào. Đôi giày này rất đẹp, màu tím rất đáng yêu, em thích lắm. Nhưng em thấy đôi giày này em đi cũng thoải mái, không cần đổi đâu anh. Đi giày cao gót ở chỗ này chân sẽ đau lắm. Không đau, em chẳng đau chút nào hết. Thật đấy, cực kỳ dễ chịu. Anh đã từng xem một bộ phim nước ngoài mà nữ chính đi giày cao gót chạy đua với khủng long chưa? Cuối cùng còn thắng cả khủng long đó. Vậy em cảm thấy em rất giống cô gái đó. Anh nhìn đi, em đi được, nhảy cũng được luôn. Không sao đâu. Được rồi, ngồi xuống đi đã. Vâng. Vậy lúc nào em muốn đổi thì cứ nói với anh nhé. Vâng ạ. Cố Tiêu với Kim Thạch ơi, họ đi lên phía trước mua nước rồi. Anh đi tìm họ. Anh đi đi. Vậy em ở đây chờ anh. Đôi giày màu tím này đáng yêu quá. Làm sao đây? Mình cứ mang băng cá nhân. Vậy cậu không mau lấy ra đi. Chụp ảnh đẹp đấy. Để hai người họ đứng đó chụp ảnh. Kim Thạch, em muốn chụp ảnh. Mau lên, chúng ta đi chụp ảnh thôi. Đi đi, em thay đi. Các cậu cùng tới đây đi. Đâu? Đâu, chúng ta chụp một tấm. 1, 2, 3. Để mình chụp cho các cậu. 3, 2, 1. Kim Chi, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá đi. Tôi cũng muốn chụp Cố Tiêu ơi. Thật hay đùa thế. Nào nào nào, thật hay đùa thế. Tôi cũng muốn chụp ảnh hôn nhau. Hiệu Hiệu, cậu chụp cho bọn mình đi. Anh cầm hộ em đi. Đâu? Nhìn vào đây nhé. 1, 2, 3. Được rồi. Hiệu Hiệu, đến lượt các cậu rồi. Đào, bác sĩ Cố. Thân thiết một chút đi. Tay đâu? Đặt tay lên. Ôi trời ơi. Cầm lấy. Tay anh phải ôm cậu ấy thế này này. Anh hiểu chưa? Sau đó thì đầu sát gần nhau, cười tươi lên, ngọt ngào một chút. Phải ngọt ngào nhé. Đào. 3, 2, 1. Kim Chi. Cậu nhìn xem, thấy thế nào? Anh làm gì thế? Đẹp lắm, phải không? Đăng lên trang cá nhân đi. Anh đăng rồi, làm gì có. Đã bảo là phải đồng bộ cơ mà. Em nhìn đi, anh đăng thật rồi. Bác sĩ Cố, tôi gửi ảnh cho anh. Anh đăng lên trang cá nhân đi. Xin lỗi, trang cá nhân của tôi chỉ đăng về công việc. Để anh thử đăng lại một lần nữa. Cho anh xem tấm của bọn mình đi. Xem cái gì mà xem. Đào đào đào, để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là món đắt khách nhất của quán tôi. Mì tình nhân bột sợi. Mì bột sợi này cũng cần phải chú ý đấy. Cảm ơn. Cần chú ý điều gì? Mì bột sợi này phải là một cặp tình nhân. Mỗi người ăn một đầu cùng dao. Ăn đến đoạn giữa, vừa hay ăn hết. Những cặp tình nhân từng ăn mì bột sợi ở quán chúng tôi đều bên giao dài lâu không xa đấy. Thật sao?
Đương nhiên là thật rồi. Bên giao dài lâu kìa. Ở chỗ chúng tôi, tất cả những cặp tự ăn mì bột sợi đều kết hôn rồi. Đảm bảo có thể bên giao dài lâu. Mình với Kim Thạch ăn một bát. Chúng ta ăn một bát. Được. Được đấy. Nếu như đã ra ngoài hẹn hò rồi, vậy thì món ăn tình nhân này chắc chắn phải ăn rồi. Phải không nào Hiểu Hiểu? Đúng đúng đúng. Hai người cùng ăn một bát nhé. Cho hai cặp chúng cháu, mỗi cặp một bát. Được, hai cặp nhé. Chúng cháu cũng gọi món này ạ. À. Được, một bát mì bình thường chỉ 38 tệ. Mì tình nhân bột sợi lại 88 tệ. Bà chủ ơi, giá này không hợp lý. Mì tình nhân bột sợi có ngụ ý riêng. Hay là tôi chốt món cho các cô cậu trước. Hai người cứ xem thực đơn trước đi. Chọn được món rồi thì gọi tôi. Được không? Hiểu Hiểu, hay là chúng ta gọi hai bát mì bình thường nhé. Mì bột sợi ăn giờ không đủ no. Giá cả lại không hợp lý. Dạ được, em nghe anh. Đào, đưa tay ra đây. Không cần, không cần. Rửa muốn tróc da tay ra rồi. Sạch rồi. Mì tới rồi đây. Cảm ơn. Mời thưởng thức. Cảm ơn. Chúc ngon miệng. Làm gì thế? Đứt rồi. Hay là hai chúng ta ăn chung một bát đi. Một bát thế này một mình em ăn không hết. Được. Hiểu Hiểu, nhắm mắt lại. Làm gì thế? Em nhắm mắt lại đi. Trên mí mắt em có băng dính nè. Mình vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ từ từ ăn nhé. Chờ đã. Trên bên mắt phải cũng có. Em tự gỡ đi. Em biết rồi. Ăn đi. Hiểu Hiểu. Anh cứ ngồi đó mà ăn đi. Hiểu Hiểu. Sao lại cáo cho anh của anh? Anh ơi, anh đừng giận nhé. Anh ăn đi, ngon lắm đấy. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, đừng giận bà. Chúng ta nghĩ cách khác. Cậu cũng thấy anh ấy rồi đấy. Hai cặp các cậu tới đây làm gì? Thể hiện tình cảm mà. Làm mình tức đến học báo đi này. Tụi mình tới đây là để giúp cậu mà. Nhưng mà bác sĩ cố anh ta không bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Đúng vậy đấy. Hiểu Hiểu, mình thấy hay là thế này. Lát nữa tách nhau ra đi chơi riêng. Bởi vì rất có khả năng bác sĩ cố sĩ diện không thích thân mật với cậu ở trước mặt tụi mình. Đúng. Một lát nữa tụi mình sẽ dành nhiều không gian riêng tư cho cậu. Được thôi. Oh,
Hiểu hiểu. Em ngồi đi. Em thay giày đi. Có đau không? Mệt rồi đúng không? Hay là chúng ta về trước? Tối nay còn có lễ hội pháo hoa. Chúng ta xem xong pháo hoa rồi hãy về được không? Được. Anh nghe em. Anh nhìn đây. Cũng khá đẹp đúng không? Đương nhiên em rất thích. Hiểu hiểu. Thật ra hôm nay anh vẫn luôn muốn nói với em. Em ăn diện thế này rất xinh đẹp. Nhưng mà đi giày cao gót nhiều sẽ không tốt cho xương. Hơn nữa với thời tiết thế này em còn mặc áo hở vai, rất dễ bị cảm lạnh. Tại em nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò mà. Em muốn ăn diện đẹp một chút, khiến anh thấy choáng ngợp. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều dịp hẹn hò nữa mà. Cho nên một lần choáng ngợp chẳng đáng gì. Trong mắt anh, em được mạnh khỏe, thoải mái quan trọng hơn rất nhiều. Có lẽ con người anh khá là khô khan. Anh thực sự cảm thấy dù có như thế nào thì trong em cũng xinh hết. Nói bao lời đường mật như thế mà anh còn bảo mình khô khan. Những lời anh nói đều là lời thật lòng, không phải lời đường mật đâu. Anh nhìn kìa, pháo hoa. Mau ước đi. Sao anh lại không ước gì? Điều ước lớn nhất của anh đã được ở bên cạnh anh rồi. Vậy anh có thể ước một điều để chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau mà. Trong trái tim anh, chúng ta luôn ở bên nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thiệu Giang, Thiệu Giang. Thế nào? San, là quản lý của cậu, tôi nhất định phải nói, màn biểu diễn của cậu hôm nay quả thật vô cùng đặc sắc. Khán giả đều đòi encore tận 2 lần. Hoàn hảo. Tôi đã để chị thất vọng lần nào chưa? Nhưng màn biểu diễn tốt nhất nhất định sẽ là lần sau. Phải rồi, lần biểu diễn tiếp theo, lần sau sẽ hợp tác với dàn nhạc trường đại học Hoa Thanh, phải không? Đúng vậy. Bên tài trợ hy vọng có thể tăng thời gian biểu diễn. Họ chọn thêm một bài, trong đó còn có một vị trí cho cello. Bên phía cậu thì tôi không lo, nhưng các sinh viên đã rất áp lực vì việc tập luyện rồi. Tôi sợ họ sẽ không tập kịp. Cậu thấy thế nào? Điều này rất đơn giản. Chọn thêm một sinh viên nữa cho cello, để cô ấy tự luyện bài đó một mình là ổn rồi. Cậu đã chọn được người phù hợp rồi hả? Cũng được, đây cũng là một cách. Nhưng trong thời gian chuẩn bị, tôi rất bận. Tiêu chuẩn biểu diễn tôi giao lại cho cậu đấy nhé. Cái này thì chị yên tâm đi. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm mất uy tín của mình. Được. Cậu sao thế, San? Không sao. Tôi chỉ đang nghĩ, mai tôi phải đến trường tổ chức tập luyện. Nếu như vậy, vậy để tôi tự thông báo tin tức này là được rồi. Được. Đương nhiên là được rồi. Mau lên, mau lên. Anh cất đàn của em đi với. Mau lên xe. Mau lên đi. Đi bao, đi bao. Sao ban nãy em hoảng loạn thế? Chú Lâm đuổi theo sao à? Cũng gần như thế, nhưng mà là bà Lý, suýt chút nữa là bị tóm. Nếu để bị lộ, mẹ em với lão Lâm lại suốt ngày theo dõi em sát sao, thì em lại càng mất tự do hơn đấy. Đây, em chất giả rồi, mau bổ sung năng lượng đi. Kẻo bị hạ đường huyết. Cái này là tự anh làm sao? Tự làm tốt cho sức khỏe hơn. Sao thế? Em không thích ăn à? Không phải. Em sợ đồ ăn rơi xuống làm bẩn xe anh. Không sao, anh có thể rửa xe mà. Buổi tối mình ăn cơm với nhau nhé. Tối nay thì sợ là không được rồi. Anh còn phải sửa luận văn. Không sao đâu, công việc quan trọng mà, để tính sao vậy? Nếu nộp xong mà không muộn quá thì em ở nhà chờ anh nhé. Chúng ta có thể đi tản bộ cùng nhau. Tản bộ á? Anh cũng dưỡng sinh thật đấy. Thế nghĩa là em từ chối hả? Đương nhiên là không rồi. Được chứ. Vậy em đi đây. Còn một chút thời gian mà, anh đưa em đến cổng khoa. Là thông báo của bên chuyển phát nhanh. Em mua 2 chiếc áo rồi. Chiếc của anh em sợ gửi về nhà bị thầy Lâm phát hiện, cho nên gửi đến bệnh viện cho anh rồi. Nhớ ký nhận nhé. Cái gì? Anh yên tâm đi, em có ghi chú là đồ dùng học tập sẽ không bị phát hiện đâu. Không phải. Anh hỏi em mua cái gì cơ? Áo đồ chứ gì?
Em thấy trên trang cá nhân của Ấn Tỷ, thế là em xin link. Chính là cái này, hai mảnh trái tim ghép lại với nhau là một trái tim hoàn chỉnh, đáng yêu không? Hiểu hiểu, em chắc chắn sẽ có đàn ông trưởng thành đồng ý mặc thứ này sao? Có chứ. Kim Thạch cũng mặc rồi nè. Hiểu hiểu, xin lỗi nha, anh sẽ không mặc đâu. Cái này rất không hợp với tuổi tác của anh. Không sao đâu, vậy em mặc một mình cũng khá đẹp. Đạt Anh. Hiểu hiểu, chào bác sĩ Cố, lâu rồi không gặp. May sao bác sĩ Cố còn nhớ tới tôi. Đương nhiên. Đạt Anh, anh đi lưu diễn về rồi à? Đúng, tối qua vừa về tới, tôi diễn kết thúc rồi. Gần đây em đã thêm rất nhiều tài khoản công chúng về phê bình âm nhạc. Em thấy trên đó mọi người đều khen anh, nói anh biểu diễn rất tốt. Còn mong anh có thể thêm buổi diễn nữa. Chúc mừng anh trước nha, cảm ơn em. Nhưng chắc là không thể thêm buổi diễn được rồi. Nhưng mà buổi diễn hợp tác giữa anh và dàn nhạc của các em giờ phải tăng thêm một bài. Sẽ có thêm một vị trí solo nữa. Cho nên ý của anh là anh đã đề cử em. Vậy nên chỉ cần bằng biểu diễn của em đạt tiêu chuẩn là chúng ta có thể cùng nhau lên sân khấu biểu diễn rồi. Hôm đó sẽ còn có rất nhiều nhà phê bình âm nhạc và quản lý, nhà sản xuất cũng có mặt. Vậy thì có phải là nếu như hôm đó biểu diễn xuất sắc thì sẽ cơ hội được những công ty lớn lựa chọn đúng không? Không sai, đúng là thế. Thế nên em có chấp nhận lời mời của anh không? Yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải cố gắng luyện tập và phối hợp tốt với anh. Điều này thì không vấn đề gì, Đạt Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng tập luyện. Được. Vậy thì anh tới phòng tập chờ em trước nhé. Vâng, một lát nữa gặp nhau. Được, tạm biệt bác sĩ Cố. Có thời gian cùng nhau ăn cơm nhé. Được, không thành vấn đề. Tạm biệt. Anh sao thế? Sao cái gì cơ? Anh Thiệu Giang chỉ là đàn anh của em thôi. Anh biết mà, người mà em thật sự thích chỉ có mình anh thôi. Đương nhiên là anh biết rồi. Hơn nữa anh còn biết buổi biểu diễn có tầm ảnh hưởng rất lớn với sự phát triển nghề nghiệp của em. Cho nên em phải cố gắng nỗ lực. Nếu anh rảnh thì sẽ tới buổi biểu diễn cổ vũ cho em. Cảm ơn lời động viên và ủng hộ của anh. Em vào trong đi. Đây. Đi đi. Tạm biệt. Chuyện bạn gái Tiểu Lưu bị cướp mất. Chuyện này mà cô cũng biết à? Đương nhiên rồi, chính là gã huấn luyện viên thể hình kia. Đúng đúng, chính là hắn ta. Hơn nữa còn bị tình đầu của bạn gái anh ta cướp mất chứ. Trong thời gian làm việc mà nói chuyện gì thế? Tiểu gì, bệnh nhân dược số 7 hôm nay bắt đầu cần thuốc. Chú ý theo dõi nhịp tim. Dân, để cho tôi thêm một bản lời dặn của bác sĩ mới. Đây ạ. À, phải rồi, một lát nữa cô gửi bệnh án cho tôi nhé. Được, tôi đi trước đây. Sao lại đưa cho tôi cái này? Được rồi, đưa cho bệnh nhân dược số 7. Bác sĩ Cố, anh chờ một chút. Sáng nay anh có đơn hàng, quên không đưa cho anh. Tình đầu thì có gì tốt chứ. Làm việc nghiêm túc, bớt buông chuyện đi. Tình đầu đương nhiên là tốt rồi. Tình đầu đẹp trai như thế tuyệt biết bao. Đúng đấy. Cái này là cái gì? À thì anh cảm thấy đoạn này chủ yếu là ký hiệu mạnh dần này. Sau đó thì mỗi ký hiệu mạnh dần phải có đủ cường độ. Ví dụ như chỗ này và cả chỗ này nữa. Còn thêm chỗ này nữa.
Sau khi chúng ta đàn hết được ký hiệu mạnh dần này thì anh thấy đoạn này cần xuống, nghe rất hay, không có bất cứ vấn đề gì. Dân ạ, hiểu hiểu. Cố Ngụy, xin lỗi anh giấy đàn anh. Sao anh lại tới đây? Em có nhớ anh không? Chờ một chút đã. Không phải anh nói sẽ không mặc cái này sao? Thì đổi phong cách cũng được mà. Là vậy sao? Tối nay anh có việc bận cơ mà, sao lại tới gặp em thế? Luận trang delay bị lùi lại rồi. Vậy thì tối nay, tối nay có thể ăn cơm cùng nhau rồi. Tốt quá đi, cuối cùng cũng không phải đi tản bộ kiểu người già nữa rồi. Yêu chủ nhiệm chỗ anh ghê. Cũng được, nhưng không cần thiết đâu. Em tập xong chưa? Dọn đồ rồi mình đi ăn. Vậy anh chờ em một chút nha. Đàn anh ơi, bụng thế này rồi à? Bảo sao anh thấy hơi đói. Vậy anh có muốn đi cùng với chúng em không? Được không? Vậy thì tốt quá. Nhưng anh sợ bác sĩ Cố không đồng ý. Được chứ? Bác sĩ Cố không để ý là được. Vậy thì anh đành tham gia cùng vậy. Được ạ. Hết cách. Anh xem thanh niên chúng tôi toàn thích coi những lời khách sáo của người ta là thật. Buổi sáng có phải anh nói cùng nhau đi ăn cơm sao? Không có dịp nào thích hợp bằng hôm nay. Tôi thấy hôm nay rất tốt. Đi thôi. Em dọn xong rồi à? Đi thôi. Vừa nãy anh đã gợi ý cho bác sĩ Cố nhà hàng gần trường mà em thích nhất. Bác sĩ Cố cũng đồng ý rồi. Phải không bác sĩ Cố? Đúng vậy. Sạch sẽ, lành mạnh là được. Đi thôi. Đặt anh ngồi dịch con đây chút đi. Một lát nữa người ta lên đồ ăn bên chỗ anh. Được. Hiểu hiểu. Chỗ em ngồi bị điều hòa phả hơi lạnh xuống. Ngồi lâu dễ bị cảm, dễ bị viêm khớp nữa. Em ngồi dịch qua đây một chút đi. Chúng ta để Thiệu Giang chọn món đi. Đạt anh chọn đi. Hôm nay phải cảm ơn Thiệu Giang đã chăm sóc Hiệu Hiệu và chúng tôi như vậy. Cứ để Hiệu Hiệu gọi đi. Trước khi tôi ra nước ngoài, chúng tôi thường tới đây. Em ấy biết món nào là món tủ ở đây. Được rồi, vậy thì em gọi nhé. Các anh muốn uống gì không? Nước là được rồi. Còn anh, cứ uống cái loại mà trước đây mình hay uống ấy. Sữa ngũ cốc đúng không? Em biết rồi, giờ em gọi. Chờ một chút. Hiệu Hiệu, trong sữa ngũ cốc có lạc phải không? Em dị ứng với lạc, chúng ta có nên cân nhắc thêm không? Không đâu, anh yên tâm, quán này không có lạc, có thể ăn uống thoải mái. Phải không đàn anh? Phải rồi, đây chính là quyền lợi em tự giành được mà, em còn nhớ không? Đương nhiên, mới như ngày hôm qua thôi ấy. Hình như năm đó em học lớp 11 chỉ. Khi đó anh lên đại học rồi. Em đi xem buổi biểu diễn ở dàn nhạc trường các anh. Sau khi kết thúc thì đến đây ăn chật một bữa cùng các anh. Hãy cứ vui lên là em lại quên mất việc mình bị dị ứng với lạc. Em ăn cái chai gì đó như điên, cuối cùng bị dị ứng thật. Anh chỉ vào nhà vệ sinh một lát, vừa quay lại đã thấy gương mặt của em bị sưng phù lên, khắp người nổi ban đỏ, làm ông chủ sợ hết hồn luôn. Lúc ấy đến bệnh viện cùng bọn anh nói chuyện cũng run luôn. Đó là cả đời này sẽ không thêm lạc vào bất cứ món gì nữa. Em còn nhớ lúc đó anh báo cảnh sát, tay anh trung bần bật, cứ như là đang trung dây đàn vậy. Sau đó giáo viên dẫn dắt các anh lúc đó còn sợ phát khóc đấy, anh còn nhớ không? Là thầy Chu. Không phải là thầy Chu, là thầy Diêu. Là thầy Diêu sao? Đúng thế, là thầy đeo kính ấy. Sao anh suốt ngày dằm hai thầy ấy thế? Đúng đúng, thầy đeo kính là thầy Diêu. Thú vị quá chừng. Xin lỗi anh nhé, những chuyện chúng em nói có lẽ anh không biết. Không đâu, rất thú vị. Vậy thì tốt rồi. Phục vụ, xin chào. Tôi chọn xong rồi, cảm ơn. Không cần khách sáo. Cảm ơn. Em đi vệ sinh một lát nha. Giờ Lâm Chi Hiệu đã là bạn gái của tôi rồi. Tôi biết. Nhưng xã hội bây giờ,
Chỉ cần ngày nào hai người còn chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội mà. Có lẽ bác sĩ Cố cảm thấy tôi chẳng có sức cạnh tranh gì, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, thói quen và kỷ niệm giữa chúng tôi là không thể thay thế. Hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy, còn tôi với em ấy cùng lứa tuổi. Hai người đang nói gì thế? Chẳng nói gì cả. Bọn anh đang thảo luận xem đồ ăn ở nhà hàng này rốt cuộc ngon đến mức nào. Xin lỗi. Alo, bác sĩ Cố, có tình huống khẩn cấp, cần anh về ngay lập tức. Được, tôi biết rồi. Sao thế anh? Hiểu hiểu, anh xin lỗi. Bệnh viện có tình huống khẩn cấp, giờ anh phải về bệnh viện một chuyến. Bất ngờ thế sao anh? Bác sĩ Cố bận rộn thật đấy. Nhưng không sao đâu, tôi có thể chăm sóc cho Lâm Chi Hiệu. Công việc quan trọng, anh mau đi đi. Vậy để em tiễn anh. Anh chờ em một chút nha, em đi tiễn anh đấy. Đi thôi. Đi chào. À sao thế? Sao em cảm thấy hôm nay anh không vui lắm? Có phải bên bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi không? Đúng thế. Không sao chứ? Không sao. Em chờ anh một chút. Tại sao anh lại phải gọi xe? Anh không lái xe về sao? Anh gọi xe cho em đấy. Anh gọi xe cho em sao? Em còn chưa ăn xong mà. Buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tốt cho dạ dày. Em về nhà nghỉ sớm đi. Muộn quá không an toàn. Giải Thiệu Giang thì sao? Anh ấy ở trong đó một mình. Đàn anh của em là một người trưởng thành, hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho mình. Em không cần lo lắng. Quang Đào, Em không cần lo đâu. Lên xe đi. Bác Tài ơi, bác chạy đi. Lâm Chi Hiệu, về tới nhà thì gọi điện cho anh nhé. Đặng Anh, bác sĩ Cố bảo muộn quá rồi nên bảo em về trước. Alo, Lão Hạ à? Các anh biểu diễn ở đâu thế? Ở một quán bar mà bạn lão Lý mở. Được, gửi định vị cho tôi đi. Giờ tôi qua đó. Sao thế? Nghe giọng cậu không vui lắm. Cần phải giải tỏa. Hôm nay là một buổi toàn nhạc Paganini đi. Được, chúng tôi chờ cậu. Được. Thế nghĩa là em chấp nhận cái từ khóa đáng yêu này rồi đúng không? Đương nhiên rồi, em thấy đáng yêu có thể hình dung tất cả những điều tốt đẹp nhất. Có vậy mới đáng yêu. Anh nghĩ mà xem, anh không thể chỉ đáng yêu mà trở nên xinh đẹp đúng không? Nhưng anh mà đẹp thì anh cũng sẽ đáng yêu có phải không? Hình như em nói ngược mất rồi. Chính là vì anh vừa đáng yêu vừa đẹp, tính cách lại tốt thì anh sẽ đáng yêu. Nhưng mà anh nếu như chỉ xinh đẹp thôi thì tính cách anh không tốt, vậy thì chẳng đáng yêu được. Em mãi mãi là bé cưng đáng yêu của anh. Em hỏi anh biết em thích anh từ lúc nào đúng không? Chắc là vào giây phút em tới bệnh viện và kéo đàn cho anh nghe. Biết thì sao nào, vẫn từ chối em đấy còn gì. Anh có từ chối em đâu, là do anh vẫn chưa kịp phản ứng. Đó không phải là vì em sợ anh từ chối sao? Em nghĩ trước khi anh từ chối thì phải mau chuộng trước. Em đấy, chuyện tỏ tình này đáng ra phải để anh.
指间花心，有点像按下琴弦的交集，有些渺小的事情，最初已经种在于我心里，后来我靠着你笑着回忆，那时多不由自己，一个人喜欢一个人的诗意，是慢慢靠近，暗自清醒，多不由自己。